Giờ mình sẽ sử dụng đến em Cambodia này. Phải nói là trời ơi, vì rất là ghiền em này đúng không mọi người? Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái chất Cambodia này nha. Và một cái mùi thơm nước mũi luôn ấy. Đây, chất kem lỏng rất là dễ sử dụng nha mọi người. Nè, trời siêu thơm. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này lên tay nè. Thì em Cambodia này á, chúng ta có thể sử dụng giống như là một lớp makeup khi mà chúng ta đi ra ngoài đường nè, hoặc là tối trước khi đi ngủ thì chúng ta sử dụng em này sẽ giúp dưỡng trắng da của chúng ta cả ngày lẫn đêm luôn. Và đặc biệt em này có cả SPF chống nắng nữa, cho nên là không, mọi người không cần phải sợ da của chúng ta khi đi ra ngoài nắng sẽ bị ăn nắng nha, bởi vì em này sẽ bảo vệ da của chúng ta luôn. Thôi tôi đang thấm tới đó luôn á mọi người, trời ơi, nói là rất là đỉnh luôn. Trước giờ Vi rất là ít sử dụng Cambodia bởi vì Vi sợ là nó sẽ dính quần áo và lại nó bị rất là khó chịu, nhưng mà đối với em Cambodia này thì không hề rất một tí nào. Đó, thay bao nhiêu là thấm bao nhiêu luôn á mọi người nè. Đó, nhưng mà mọi người thấy là da rất là sáng, nhưng mà sáng với cái độ sáng này rất là tự nhiên chứ không phải kiểu là trắng ảo đâu. Đó, mọi người có thể thấy là hai cái bàn tay của Vi có một sự khác biệt rất là rõ rệt luôn. Thì Vi hay sử dụng em này để dành makeup khi mà Vi đi tiệc nè, hoặc là đi chơi với bạn bè, hay là đi làm Vi cũng sử dụng em này luôn để makeup cho da của chúng ta có một làn da rất là tự nhiên. À, sáng tiếng nữa Vi đã quên mất chương trình khuyến mãi của nhà Olia đi rồi đó. Thì chương trình khuyến mãi gồm có khi mà chúng ta mua một Cambodia sẽ được sale off 40%, chỉ còn 159k thôi. Và mua 3 Cambodia cộng với một hộp bột tắm trắng, chúng ta sẽ được free ship nào và chỉ còn có 477k thôi. Thì rất là tiết kiệm đúng không nè mọi người.